cháu tên là gì? Tên là Mỹ ạ. Mỹ á? Vâng. Mỹ năm nay hay bao tuổi rồi? 14. 14 là học lớp mấy nhỉ? Lớp 9. Lớp 9 à? Vâng. Đi học xa không? Không. Sáng đi tối về hay là Sáng đi trưa về lại đi tối về. trường cách đây bao nhiêu xa? Chắc là tầm 1 cây gì đấy thôi ạ. Đi bộ à? Vâng. À, nhưng mà có đi học đã thích anh nào chưa? Chưa. Có người yêu chưa? Rồi. Có người yêu rồi á? Thế là người yêu học là mấy? Học lớp 12. Học 12. À, có người yêu rồi. Yêu lâu chưa? Yêu được 1 năm. Yêu được 1 năm rồi. Nếu mà yêu được 1 năm thì chắc là cũng phải có một cái hướng gì đúng không? Thế là hai đứa định tính toán thế nào? Như kiểu là học hết cấp 3 rồi cưới. Vương xin kính chào các bác, cô chú, anh chị quay trở lại với kênh của Vương. Hôm nay Vương quay trở lại chỗ nhà cháu Lầu các bác nhé. Thì bởi vì ở trong một hai cái nội dung trước ấy, thì lên đây thì chưa mua được cái lót ở cái chỗ đầu gối này này. Bởi vì cháu ấy bò lết như thế này thì cái chỗ đầu gối với cái bàn chân nó quật vào đất. Mà đặc biệt là cái đèn xi măng ở cái chỗ ngoài hiên của nhà cháu Lầu ấy, thì chân bị sưng tím tái. Thì hôm kia thì chưa mua được. Thì hôm nay là Vương đã mua được rồi. Thì cái loại cứng mà lót như kiểu người ta chơi bóng chày ấy các bác. Bóng chày thì ở bên nước ngoài thôi, nhưng mà xem ở trên tivi bóng chày cái loại nhựa nó cứng cứng thì không có. Thì là Vương chỉ mua cái lót như kiểu là những cái vận động viên bóng cầu lông nước người ta, hay là thể thao người ta hay lót đầu gối này. nó bằng Lé. nó bằng len đúng Ừ, không? dày. Ừ. Thì mà mùa này thì xỏ vào nó lại càng ấm đúng không? Thế nhưng các bác thấy là ở trên này thì ngày nào nó cũng âm u như thế này thôi, đi lại cũng rất là khó khăn. Thì qua cái nội dung trước thì các bác cũng đã nắm được cái sự đồng hành của các bác cô chú anh chị, thì tổng là được 21 triệu. Thì trong ngày hôm qua Vương có nhận tiếp được là của chú, sự đồng hành của chú Phú ở bên Mỹ là hỗ trợ cho cháu Lầu là thêm 6 triệu, với lại một cô nữa là cô Kim Nguyễn ở Canada đấy, có gửi cho Vương là 1.799.000, trong đó là cô hỗ trợ cháu Lầu là 1.439.000, hay còn dư 2-300 thì cô là hỗ trợ Vương là đi lại sang gộ. Còn cảm ơn chú Phú cũng như là cô Kim Nguyễn. Vậy thì tổng đến cái nội dung này các bác nhé, là cái sự quan tâm đồng hành của các bác cùng với Vương hỗ trợ cho cháu Lầu để xây dựng cái nhà vệ sinh, tí nữa nói nhầm ngôi nhà đấy, là 28.439.000. Xin được cảm ơn các bác, cô chú, anh chị, các cô rất là nhiều. Còn bây giờ thì Vương xin mời các bác lại được gặp cô gái rất là xinh xắn ở trong cái nội dung này. Thì như các bác theo dõi trên kênh của Vương thì các bác biết về cái hoàn cảnh của cháu Pao ấy, cái cháu Pao mà được cha Vincent Phạm đỡ đầu ấy, là cũng bằng tuổi với cháu Lầu này, nhưng mà cháu Pao kia thì là con trai, người thì cũng gầy gầy ốm ốm thôi, nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ là cái bản năng thôi. Con trai thì nó mạnh dạn hơn, nó bò nó trèo trượt đấy, thì là rất là khỏe. Còn cái cháu Lầu này thì con gái thì chân yếu tay mềm thì không dám cử động mạnh, cho nên là lên xe lăn thôi, có khi là cũng phải đến 20-30 phút mới lên được cái xe lăn. Bởi vì là theo như Vương nhận định về cái cháu Lầu này là cháu ấy không dám vận động các bác nhé, chỉ có bò ra cái hiên là ngồi. Còn nếu như mà cháu ấy mà vận động ấy, mà mạnh dạn hơn một tí, bạo hơn một tí, mà bò lê bò lết mạnh hơn một tí như là cháu Pao ấy, thì Vương nghĩ là cháu Lầu vẫn có thể là tự chủ động đi lên xe lăn một cách bình thường. Con chào bà. Bà đang làm gì đây?
Bà đang làm gì đây? Shipper này. Shipper hả? Shipper cả nhà lô. Shipper Shipper cả cái lô. là lù. Thôi không nói nữa, nói sợ tí nói sai thì Nè. chết. Gì Đây, đây là bà. Đây như các bác thấy nhà của cộng đồng người dân tộc H'mông mình ở trên này thì cái những cái hình ảnh nhà đất là quá quen thuộc. Cái thứ hai nữa là củi rồi tất cả mọi thứ là đều được xếp xung quanh nhà để những cái ngày mùa đông này này các bác, ở trên này sương mù nó như này, phơi quần áo có khi là còn không khô ấy. Xin chào. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ai cũng chỉ muốn là chú quay lại đây gặp lầu thôi. Ông ơi. Ui, con chó. Đây đây để chú cho chú kẹp vào đây nhé. Thế là lầu đang làm gì đấy? Tôi đang xem điện thoại. Hả? Đang xem điện thoại. Đang xem điện thoại á? Vâng. Đưa cho chú xem nào. Xem lầu xem cái gì ấy? Nhà xin cái tốt thôi. Xem TikTok à? Vâng. Thế có TikTok riêng của lầu không? Ừ, có. Có à? Vâng. Ừ. Hôm nay là đội cả mũ nữa. Hả? Hôm nay là đội cả mũ nữa Vâng. cơ. Thế ngồi đây thì không thấy lạnh à? Vâng, con thế. À, đây em ghi hình cho các bác xem này. Đây là thấy gió nó lùa, cái mây nó thổi vù vù Nhà nắng bởi vì là ở trên đỉnh núi mà. Đấy. Ui xinh thế, xinh thế. Em chào anh nhé. Ồ vừa ngủ dậy hay sao? À, hôm nay không đi làm gì hả anh? Hôm nay không đi làm gì à? À, ở nhà thôi à? Vợ anh có nhà không? Đi đâu rồi? Đi làm à? Ô, hôm nay là thứ bảy đúng không? Tất cả các con của anh có ở nhà không? Anh gọi ra đây được không? Anh gọi tất cả các con của anh ra đây để cho khán giả trên kênh của em cũng như là các bác đã chung tay hỗ trợ giúp cho cháu Lầu để cũng được biết luôn là Lầu có tất cả bao nhiêu anh chị em ấy, cũng như là các em các chị của Lầu như thế nào. Đi vào đây chú phát kẹo nào. À trước tiên thì bây giờ Lầu Lầu quay ra đây. Lầu quay ra đây là chào các bác đã. Vâng. Chào các bác. À, ai chào các bác? Là chào các bác. À, Lầu chào các bác rồi. Vừa vừa bò đi đâu về đấy mà quần bẩn hết rồi. Là vừa đi vừa xin À, thế là cứ mỗi lần đi vệ sinh là quần áo lại bẩn hết như thế này. vâng. Ôi giời. Đấy, hôm nay là thấy xỏ tất rồi bởi vì trời lạnh rồi đúng không? Vâng. Ừ. Hôm nay chú mua cái lót chân cho Lầu đau ở đây đúng không? Vâng. Đau hai cái đầu gối mới lại cái hai cái bàn chân. Vâng. À, tất này là tất hôm kia là chú lên chú mua cho đúng không? Vâng. Sò có ấm không? Ừ. Ấm á? Vâng. Có thích Vâng. không? Hả? Hay quá nhỉ? Đây là bà nội à? Vâng, đi bà này. Bà nội ruột. Vâng. À. Đây để cho chú xỏ luôn cho. Đây nhá, các bác nhá. Vâng. Anh La nhá. Vâng. Thì có cái loại này. Thì thực ra là nếu Chỗ mà này tất tất chơi. thì thực ra là đeo cái loại này ấy, thì nó còn dễ chịu hơn là cái loại nhựa kia. Cái loại Vâng, nhựa có kia phải thì nó tất đâu. là cái loại Chúng nhựa. có phải nó tất đâu. Có mình sống muốn tất à. Sao đấy? Một tụi đỉnh là đi. Đi dẫn lên thôi của em. À đi sạc điện thoại Vâng. à? Thế là cái loại nhựa kia ấy, thì đeo vào đây nó còn cứng chân cơ. Cứng chân nữa mới lại khi mà Chẳng lầu hết mà lết đi ấy, thì cho nó kêu rất to. Nếu mà xỏ cái loại vải này thì nó vừa ấm gì mà vừa êm đúng không? ơi Đấy, vừa cử động cái chỗ đầu gối này nó dễ. Đây là đeo 5 6 đôi cơ mà. Ui dày lắm. Một đôi này bao tiền? 80.000. 80.000 một đôi. 80.000 một chiếc ấy.
Một chiếc này. Vâng, cái này là một đôi 80.000, còn cái kia là 80.000 một chiếc. À, cái này một chiếc. Một chiếc như thế này là là 80.000. Trên này đắt nhỉ. Đây nhá. Để chú bây giờ đấy, bây giờ là phải phải cho bên trong thì nó mới không bẩn, Lắm à? đúng không? Thì bẩn thì chỉ bẩn cái quần thôi. Ờ, như Đấy. cả đôi chân này dơ luôn à? Tím hết chân rồi. Đấy, thấy Chân. không? Tím hết chân rồi các bác. Ok. Khác ra Bây cho giờ anh cái phải này. kéo Bỏ ra ngoài đi anh ạ. hả? Bỏ ra ngoài cũng được. Thế thì bỏ Bỏ ra ra ngoài. ngoài. Rồi lồng ra ngoài nhá. Rồi lồng ra ngoài để cho nó chắc. Vâng. Đây nhá, xỏ đây nhá. Không. Hôm qua là Chết trêu, tao ra. Pao bỏ chó lồ xuống chơi. Mí. Pao bỏ không thích. Tao bảo cho mà, cho lồ xuống Cho chơi nhưng mà tao không lên đây. không? Đấy, từ từ để chú kéo cho. Chú kéo. Nhanh Đấy. Đây đây bà để yên để con kéo thôi. nhá, con nhá. Tao, Đấy. tao, tao. Nó rồi, nhìn Tao. ra lồ. Nhìn nhìn ra kia, nhìn ra kia. Anh ở đang đang lắp cho Đấy. Đây. mỗi đầu nhìn thôi. Lâu lâu nhìn ra kia để cho các bác ngắm tí nào. Ai cũng khen lầu xinh gái đấy. Nhìn ra kia. Anh hãy kể ra cho con nghĩ chờ tới mà. Nhìn đây. Lâu nhìn ra kia cho các bác ngắm nào. Hai tên này nhỉ, hai tên này. Hai tên này. Nhìn này cô. Thế là ai 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 giặt quần áo cho lâu? Em gái của chị. Em gái có nhà không? Em gái ở. Gọi đi ra đây. Nhớ. Nè. Tên là Mỹ à? Vâng. Ra đây chú nhờ một tí nào. Đâu nào, em gái của lâu đâu? Về mình tên á. Đấy, hôm nay là chú mua này. Một đôi, hai đôi này. Ba đôi, bốn đôi nhá. Vâng. Đấy, thoải mái, bốn đôi. Một đôi có khi là cũng phải xỏ 2-3 ngày mới phải giặt một lần. Nào, bây giờ thử bò xem nào. Bây giờ nhá, từ từ. Lâu ơi, từ từ, chú bảo. Bây giờ đeo cái này vào rồi thì thử cho lầu đeo xem mà. À, thử thử bò xem nó còn đau không. Bây giờ lầu thử thử bò nhá. Bò 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 đi ra đây. Bò đi ra đây xem có còn đau không. Đấy, xỏ cái dép. Anh cứ vào nhà ngồi đi. Nào, xem nào. Có còn đau nữa không? Đấy, bởi vì là tì cái đầu gối này xuống mà người cháu ấy cũng khá là bầm mập. Thế cho nên là bà đi ra đây bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Để con. Đấy, bò quay lại đi, bò quay lại đây đi. Để xem là đi thử vào thì có còn đau nữa không. Ôi trời. Đi đi ra đây nhá, ở đấy có phân gà ấy, đi đi hẳn ra đây, đi hẳn ra đây. Đấy, rồi, ok. Ôi, nhìn mà đi nặng nhọc quá, quay về đây, lâu ơi, lâu lâu quay về đây, quay quay ra ngoài ấy. À, hóa ra lại lộn lại như thế. Có đỡ đau hơn không? Đỡ. Vâng. Thế từ trước giờ bố mẹ không không mua cho. Vâng. Thế là mẹ lầu thì đi làm ở đâu? Đang đi là ở
À đi làm Hà Nội à? Vâng. Một mình các mẹ các đi à? Vâng. Đi lâu chưa? Đi lâu rồi. Đi từ đầu năm à? Vâng. Ừ. Mẹ đi làm có gửi tiền về cho bố Vâng. Có. không? Có à? Vâng. Thế mẹ đi làm công việc gì? Nè. Làm công việc tôi không biết. Làm công việc không, làm công việc tôi không biết. Ôi trời, thế bình thường thì bố đi làm cái công việc gì? Đi các cửa thì đi ăn thì được. Các cửa. Đi cắt củi á? Vâng. Đi cắt củi à, xong là đi đâu? Đi đi ăn thịt. Đi cắt củi xong đi ăn Vâng. thịt. Là như thế nào? Ý là chắc là đi làm thuê cho người ta thì ăn cơm ở đấy luôn, ăn À, thịt ấy. à đúng không? Vâng. Thế thì lầu ở nhà ăn cơm thì bình thường ăn cơm có thịt không? Không. Không á? Vâng. Có thế mẹ mẹ không gửi tiền về mua thịt à? Vâng. Mẹ có mua gửi tiền về mua thịt không? Không. Thế bố đi làm bố không không mua thịt à? Vâng. Bố đi làm có mua thịt không? Bố mua. Mua. Vâng. Thế bao nhiêu lâu thì lầu mới được ăn thịt một lần? Chắc là 4 ngày, 3 ngày. 4 ngày 3 ngày. Vâng. Ừ. Thế như hôm nay có thịt không? Không. Không á? Vâng. Thế có thèm ăn thịt Không. không? Không thèm ăn thịt à? Vâng. Thế bây giờ thèm ăn cái gì? Thì ăn rau thôi. Chỉ ăn rau thôi á? Vâng. Không thèm ăn thịt mà lại chỉ thích ăn rau thôi. Vâng. Thế không có thịt để ăn hay là không thèm ăn thịt? Vâng. Không có thịt để ăn hay là không thích ăn thịt? Không thích ăn thịt. Tại sao lại không thích ăn thịt? Vâng. Đó là mỗi ngày tôi ăn thịt tôi cứ đi đi tế đi vệ sinh. Ăn thịt vào thì hay đi vệ sinh à? Vâng. À. Khổ nhỉ. À, các bác, thực ra là khi mà Vương đến ấy, thấy cái hoàn cảnh của cháu Lầu này rất là đáng thương các bác. Toàn ra đây. Hiện tại là bây giờ là hai em đang đi học. Vâng. Ừ. Hai em thì đi học là ở bán trú à? Vâng. Ừ, đầu tuần đi là cuối tuần mới về đúng không? Hay là ngày nào cũng về? Ngày nào cũng vậy. À, Vâng. ngày nào cũng về thì may quá thì còn có người nấu cơm cho Lầu ăn nhỉ? Vâng. Chứ nếu như mà, bởi vì là đây là trường ở gần các bác. Trường ở gần thì các cháu là sẽ sáng đi trưa về, đầu giờ chiều đi tối lại về. Đấy, còn nếu như mà đi học xa thì gần như là ở trường nội trú ấy. Đấy, ở luôn tại trường. Đầu tuần đi thì cuối tuần về, như xèng một chữ ấy. Đấy, nếu như mà cũng cũng may là các em là ngày nào cũng về thì còn có người nấu cơm cho Lầu, chứ nếu các em mà đi đi hay đi cả tuần ấy mới về mới lại bố thì lại cũng đi làm thì một mình ở nhà, cái thứ nhất là buồn, cái thứ hai là không có người lấy cơm cho ăn nhỉ. Vâng. Ừ. Khổ thật nhỉ, có thể là nhiều cái là chú nói Lầu cũng không hiểu hết được đúng không? Vâng. Nhiều câu mà chú nói thì Lầu nghe không hiểu đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, quần áo thì mặc ấm rồi. À đây. Có cả kẹo đây quên mất. Thế bây giờ hai loại kẹo này thì là Lầu thích ăn loại kẹo nào? Thì ăn kênh. Cái này á? Vâng. À. Thế hôm nọ đi ra quán mua nhiều nhiều ăn hết chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Ừ, thế sao? Sao không ăn cho nó hết đi? Mua bò là không có tiền. Ăn hết thì không có tiền mua Vâng, mua mình cho tiền. Vâng. á? À. À, ăn hết thì sợ không có tiền mua thì bố không cho tiền mua đúng Vâng. không? Ừ.
Thế là vừa ăn vừa tiết kiệm đúng không? Vâng. Trời ơi. Hả? mùa đông ở trên này lạnh lắm nhỉ, lâu nhỉ. Vâng. Ừ. Thế là giường chiếu thì có ấm không? Giường chiếu ấm. Ấm à? Có chăn ấm không? Ấm. À. Mà. Nào. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Đã có ai bón cho như thế này chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Ừ. Thế là cứ đói là ra nồi cơm là xúc là tự ăn thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế chú bón cho như thế này thì có vui không? Vui. Vui á? Ừ. Hay là ngày nào chú cũng bón cho lầu ăn như này nhá. Yeah. Ừ. Nhiều bác thì bảo là Vương kiếm cái dây để treo lên cái xà trên này này, xong là để cho cháu cái vận động, để cho cháu lầu vận động cho chân với tay nó khỏe để đi xe lăn. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái mà Vương và các bác nhìn thấy thì là do bản thân của cái cháu lầu này, cháu ấy có vận động hay là không thôi. Đôi khi là làm cái gì mạnh mạnh một tí là cũng hơi hơi sợ sợ nhỉ. Vâng. Cho nên là không dám vận động mạnh, sợ bị đau đúng không? Vâng. Ừ, đó. Cho con chó nó miếng anh. Đây con chó đây. Chia cho con chó một tí. Đấy con chó đây. Ôi trời. Ôi trời. Đây cho miếng nữa, bởi vì là có mỗi con cún này làm bạn với lầu đó nha. Vâng. Ừ. Thế mà chẳng may mà hôm nào mà ví dụ như mà nó mà lớn lớn lên mà bố mà bán cún này đi thì lầu có buồn không? Vâng. Buồn á? Vâng. Thế lầu có cho bố bán nó không? Vâng. Không. Không à? Vâng. Mấy đứa em của lầu nó ngại, nó không dám ra. Nhưng mà thôi, có lẽ là mình đến đây, có lẽ là mình đến đây là chủ yếu là mình cũng giúp cháu lầu thôi. Cho nên là những người thân của lầu có lẽ là vì là cũng ngại nữa. Thôi mình cũng chả ghi hình làm cái gì. Đây. Ok, nghịch cái gì tay bẩn thế? Tay bẩn thế? Thế về đây chú hỏi tí nào. À, đây à, đây là cháu út đây đúng không? Ê, cháu tên là gì? Trung. Cái gì Trung? Trung. Cái gì cơ? Giang Văn Trung. Giang Văn Trung á? À, đang học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3. Thế là có ở bán chú không? Hay là sáng đi lại về? Ra ngoài chú. Ở bán chú à? Không. À, thế là sáng đi trưa lại về, đầu giờ chiều lại đi. Đúng không? Đúng. Thế có đã bao giờ nấu cơm cho chị lầu ăn chưa? Hả? Chưa. Chưa á? Vì cháu còn nhỏ đúng không? Đúng. Nhưng mà lớp 3 là nấu được rồi. Thế có thương chị lầu không? Có. Có. Thế nhà mình có nhà vệ sinh không? Có. Có, ở đâu? Ở kia. Kia đúng không? À. Cái nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh đấy thì chị lầu có đi được không? Không. Không à? À. Chỉ có các cháu đi lại được thì mới đi được thôi đúng không? Đúng. Ừ, thế là cháu có muốn cho chị lầu có một cái nhà vệ sinh to to để chị đi vệ sinh dễ dàng không? Có. Có gì? Tôi hỏi thế thôi nhỉ. Hỏi nhiều quá lại loát không kịp. Thế là chú đến đây thì không gặp cháu ở nhà thì là đi học về thì chị lầu có nói với cháu là có cái chú nào đến đây quay phim không? Có. Có không? Có. Có à? À, à còn bà đây nữa nhỉ? Ôi, bà cứ lay hoay ở đây từ nãy giờ quên. Mà nói chuyện có đây đây bà đây. Dạ cháu hay nào. Đây đây đây. Bà cầm lấy. Đây đây, lầu còn nhiều, lầu còn nhiều. Thế là bà thì bây giờ là đang ở với chú út này, ở với ai? Ở với chú ạ. À, với chú à? Vâng. Đấy, của lầu đây rồi, đây đây. Nè, con ăn nè, con ăn nè.
Thế là cháu đang làm gì hôm nay thứ bảy? Bình thường là nghỉ ở nhà làm cái gì? Xem điện thoại. Cứ đi xem điện thoại thôi à? Vâng. Thế là nhà là bốn người là bốn cái điện thoại luôn à? Vâng. Ôi giời. Thế là chứng tỏ là nhà mình cũng cũng là nhà có tiền chứ nhỉ? Vâng. Chắc chắc không hiểu. Vì là có bốn người mà có bốn cái điện thoại này thì cũng 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 nhà mình cũng 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 giàu giàu một tí nhỉ. Vâng. Mình sẽ bán cho cá chứ. Nên cái gì lùa. Đoán. Ừ. Hắn đang đợi cái cơn nó. Ừ. Bà nội bảo cái gì? Bà này bà cái này cái gì? Cái nào? Ừ, cái này. À cái này à? Vâng. À, cái này là nói nào nhỉ? Cái này là cái mà để ai nói chuyện xong là chú dí vào như Vâng. thế này. Bảo với bà như thế. Bảo cái này là cái loa. Cái này là Vâng. cái loa như kiểu họ hát karaoke. Là nãy bài như thế rồi. À thế à? Bà cũng bảo đây là cái loa à? Vâng. À đúng rồi, đây là cái loa ấy. Vâng. Như kiểu họ hát karaoke, kiểu như thế đấy. Vâng. Đấy. Hay là Lầu có biết hát không? Là không biết. À tưởng biết hát thì Lầu tự tự hát một bài tặng các bác đã giúp Lầu. Là không biết. À không biết hát à? Vâng. Rồi. Thì bố của cháu Lầu bảo ấy thì là nhà cháu Lầu này là chỉ có mỗi cái nền này thôi các bác ạ, còn ở dưới này, cái dưới này thì lại không phải đất của nhà Lầu đấy. Hôm nọ bỏ anh bỏ định xây cái bể chứa ở dưới kia, ở đây này, đoạn này này, đây này. Hôm nọ là anh bảo là muốn xây cái bể chứa ở dưới này này, em hiểu không? Đấy, còn cái nhà vệ sinh thì xây trên này, thì là bố của Lầu bảo bên dưới này không phải đất của nhà Lầu luôn, mà nhà Lầu chỉ có mỗi cái nền nhà này. Không biết là ngày xưa là bố mẹ của bố cháu Lầu ấy, ông bà nội là chia đất kiểu như thế nào mà lại chia cái kiểu như thế này, khó nhỉ? Thì bây giờ mà làm thì lại phải đào luôn cái bể chứa ở dưới này, xong là lại xây cái nhà vệ sinh, tắm nhà vệ sinh ở trên luôn. À anh, bên dưới này không phải của nhà anh à? Dưới này không phải của nhà anh à? Và dưới là của nhà ta cô là thằng em. Của thằng em á. Thế nếu mà bảo nó là cho anh xây cái bể chứa ở đây được Bị chưa là không? Ừ. để hỏi nó xem là nó có đồng ý không. Nếu mà nó cho xây ở dưới này thì nó mới dễ. Đúng rồi, dễ xem lên nó Thì dễ. đỡ phải đào. Đúng rồi. Chứ không bây giờ mà đào sâu xuống thì nó nặng, thì đoạn này cũng sợ nó bị lở xuống. Rồi. Thì xây một cái bể chứa nó cũng bé thôi mà. Nó cũng có Đúng. ảnh hưởng gì đoạn này, mà đoạn này thì cũng có dùng được cái gì đâu, Đúng đúng không? rồi, không dùng được Thì cái gì nữa. là anh thử hỏi xem nhé. Vâng. Ừ. Để anh hỏi nó xem là nó có đồng ý cho hay không. Ừ. Nhưng mà phải cố gắng là cho chứ, ai cũng một tí thế, toàn anh em ruột mà đúng Nó em rồi nhưng mà giờ không? nó không cho rồi. Ừ. Anh thì có mấy, tất cả mấy anh em, Bố anh em bốn anh em, à. mấy trai mấy gái, À, bố trai hai gái thế là 6 người chứ? sáu người mà Thế là anh em là lấy vợ lấy chồng ở quanh đây hết à? đấy. Mấy thằng em thì nó đi lấy, có một thằng lấy ở bên này bên kia này, Ừ. một thằng lấy ở quân thân sáng. Thế là ông còn Ông thì mất đi rồi. mất rồi à? Và Bây giờ là bà là ở với em trai út à? đúng rồi. À thế nhà em trai út là thấy là Nhà này. cũng đẹp mà, nhà to mà nhỉ? À kia em trai Và út đúng rồi, đúng rồi. kia. Thế là hôm nay thì thứ bảy là cả nhà được ở nhà, mới lại là thời gian này ngô lúa cũng thu hết thì Là cũng thôi chả hết rồi, làm gì nhỉ? đúng rồi, thôi hết rồi. À bình thường là anh đi đi làm công việc gì? Bình thường là ở nhà thì đi hái mấy quỷ rồi cái là cũng nhiều việc, À, không phải cũng là cũng nhiều nhiều việc đúng không? việc.
Thế là vợ ông nọ còn chưa hỏi qua vợ nhá. Vợ là anh thì là đi làm công ty à? À, đi làm công ty à? Cùng anh em hàng xóm đi à? Đúng rồi. À, đi làm lâu chưa anh? Làm lâu rồi, đi Lâu. làm 1 năm rồi. Một năm à? À. Làm công ty gì ở dưới đây? Làm xưởng ván ép. Ván ép. Ván ép á? Vâng. Làm gì có cái công ty ván ép nhỉ? Có Có chứ nhỉ? chứ. Có, Có. có. Có Làm ở dưới thì thường thường là nếu mà tháng nhiều nhất thì được khoảng bao tiền? một tháng thì khoảng 10 triệu thôi. 10 Nhiều, triệu à? vâng, nhiều nhất là 10 triệu. Chị có gửi về cho anh không? Có mà. Có, hàng tháng đều gửi luôn. Thì nó cũng nên mình có cái mà mình cũng cưới mà dùng cái nọ cái kia thì nó gọi thì À, nó gửi về. có việc mới gửi. Vâng. Thế là vợ anh thì vợ anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 86. 86. 86 thì cũng vẫn còn trẻ, thế là vợ mà đi làm biển biệt này anh không không sợ mất vợ. Không, nó thích thì nó đi thôi con. Nhưng mà thế sao các cháu cũng lớn hết rồi, có cái cháu gái kia là học lớp 9 à? Và trong Đó. cái lớn kia là họ lớp chín. À, như tầm này nếu mà sao anh không cùng chị đi làm luôn? Không, năm ngoái thì đi nhưng mà năm nay thì ở nhà thì chung với con này, À. không phải ở nhà chung con thì con cũng Còn trẻ trẻ này lằng khổ. ngoằng đi đi làm là phải cẩn thận đấy, À. 2-3 ngày là phải gọi điện đấy. Không cả tuần cả tháng không thấy gọi điện là nguy À. hiểm đấy. Còn nó thì nó tích đi thì nó đi lâu rồi không Nào gọi đi sang đấy điện thoại nó vừa chung của xin chào quý khách thì hỏng rồi. phải. Đấy cái chương trình đấy là như vậy thôi, thì để em Vâng. sắp xếp rồi anh nhé. Anh hãy hỏi Vâng. anh đi hỏi luôn chứ nào. Bây giờ em trai đang ở nhà anh thì hỏi luôn chứ nào. Xem là có đồng Ủa? cùng đồng ý Ủa? không. Không không đội mũ nào, không đội mũ nào. À đây, đây đây em gái đây. Đâu rồi em gái đâu rồi, đi ra đây nói chuyện với chú một tí nào. Ôi giời, xinh gái như thế mà gọi từ lấy đến giờ. Bây giờ mới ra đây, đây các bác nhìn thấy có giống lầu không? Ngồi đây nhỉ. Ngồi, ngồi, ngồi đây, ngồi đây. Đây đây cháu ra đây ngồi đây. Hai chị em. Đấy hai chị em ngồi hẳn xuống. Ừ, đây cho chú kẹp cái mic ở đây nhá. Nó không cắn, nó không sợ đâu. Bà lúc nãy bảo là cái mic hát karaoke. Còn cháu thì chắc biết rồi đúng không? Biết rồi. Biết là cái gì? À, là cái mic kiểu nói chuyện. Ờ, đúng rồi. Thế là cháu là tên là gì? Tên là Mì ạ. Mỉ á? Vâng. Mỉ năm nay hay bao tuổi rồi? 14. 14 là học lớp mấy nhỉ? Lớp 9. Lớp 9 à? Vâng. Đi học xa không? Không. À, sáng đi tối về hay là... Sáng đi trưa về lại đi tối về. Ừ, trường cách đây bao nhiêu xa? Chắc là tầm 1 cây gì đấy thôi ạ. Đi bộ à? Vâng. À. Nhưng mà có đi học đã thích anh nào chưa? Chưa. Có người yêu chưa? Rồi. Có người yêu rồi á? Thế là người yêu học là mấy? Học lớp 12. Học 12. Vâng. À, có người yêu rồi. Yêu lâu chưa? Yêu được 1 năm. Yêu được 1 năm rồi. Nếu mà yêu được 1 năm thì chắc là cũng phải có một cái hướng gì đúng không? Vâng. Thế là hai đứa định tính toán thế nào? Như kiểu là học hết cấp 3 rồi cưới. Bạn trai học hết lớp 12 rồi cưới. Không, em chứ. À. Như kiểu là người yêu đi đại học ấy, đi học Ừ. nghề ấy. Ừ. Thì là người yêu đi học đại học thì trong khi đấy là Mỹ vẫn ở nhà là học hết cái chương trình cấp 3 đúng không? Vâng. Là nói chung là đã có cái hẹn ước với nhau rồi đúng Vâng. không? Người yêu có xa nhà mình không? Có ở xin chén. Mình chẳng á. Vâng. À. Thực ra là cũng không muốn hỏi những cái câu chuyện khác nhưng mà bởi vì là bây giờ chắc là cũng đang yêu say đắm nhỉ. Ừ. Có hay cãi nhau Có. không? Có. Vâng. Đã bao giờ cãi nhau mà bỏ chia tay chưa? Rồi. Rồi á. Vâng. Thế từ ngày yêu đến bây giờ thì cãi vã nhau rồi là bảo chia tay nhau bao nhiêu lần rồi? Tầm 1-2 lần. Mấy lần á? Thế lần chia tay lâu nhất là bao nhiêu lâu? Ba tuần sau. À, giận nhau được 3 tuần. Vâng. Thế giận nhau rồi thì ai là người chủ động làm lành trước? Người yêu. Người yêu à?
Thế là chú à, bây giờ hỏi nốt cái việc là học đi. Thế là Mỹ là có cái ước mơ là mình đi học thì sau này mình làm cái gì không? Đi học cô giáo dạy múa. À, muốn làm trở thành giáo viên đúng không? Vâng. Thì thực ra là đây là một cái ước mơ của rất là nhiều cô gái ở trên vùng cao, nhưng mà cũng rất là ít người có thể thực hiện được cái ước mơ. Đấy, bởi vì là nói chung là các cháu đi học thì các cháu cũng sẽ là hiểu biết là mình lấy chồng là phải đủ tuổi đúng không? Vâng. Ừ. Và mình hiểu biết thì mình có thể là mình được đi học, mình hiểu biết thì mình không không làm được cô giáo dạy múa thì mình cũng có thể đi ra ngoài mình kiếm tiền về cho gia đình mình đúng không? Vâng. Ừ. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Ừ, chú lên đây lần này chắc có lẽ là lần thứ ba rồi thì chị Lầu ở nhà thì có nói là có người lên đây quay phim không? Có. Có à? Vâng. Chị Lầu nói như nào? Khoe. Như kiểu là đâu đây là chị mà chị đấy chị em đây là à? Em À, thế á? Ừ. Lầu 16 thì em gái 14. Hôm trước bảo là con cả. Con cả đi lính rồi, 20 tuổi đi lính rồi. Đúng không? Vâng. Ừ. À, chị Lầu khoe như thế nào? Bảo là ở nhà có người lên xem rồi quay phim này nọ. À, quay phim này nọ. Vâng. Nói cái gì nữa chắc chưa hết. Như kiểu là tặng kẹo quà. À. Thế là hôm nọ chú mua xe lăn cho thì chị Lầu có tự lên được không? Tự lên xe lăn được không? Đừng có tự lên được. Tự lên được cái gì? Vâng. Nhưng mà bây giờ quen hơn một tí chưa? Vâng. Cũng khá khá là giống nhau nhỉ? Cũng khá khá là giống nhau. Có khi nào mà nói chung là bây giờ đang có cái hướng là học hết cấp 3, đúng không? Vâng. Ừ, thì cũng không nên hỏi những cái câu chuyện khác nữa. Chỉ mong là chúc cho Mỹ là không biết là sau này sẽ làm nghề gì, nhưng mà chỉ chúc cho Mỹ là hoàn thành và học tốt để học hết cấp 3, lớp 12. Tức là nếu mà học hết lớp 12 là theo như Mỹ nghĩ thì mình sẽ đi học chuyên nghiệp ở đâu? Ừ, chắc là không học thì đi làm thuê. À, đi làm thuê à? Vâng. Ừ. Thế làm sao mà vừa vừa đấy nói bảo có ước mơ làm cô giáo dạy múa. Chắc là làm không được ấy. Làm không được á? Vâng. Ừ, bởi vì là thực ra là cái này nó cũng rất là khó, ở đâu cũng vậy thôi các bác. Bây giờ thì cán bộ thì nó cũng, người đi học thì rất là nhiều, nhưng mà việc thì lại rất ít. Cho nên đôi khi là cả một cái quá trình học đại học mất 4 năm trời, hoặc cao đẳng 3 năm. Trung cấp thì gần như là bây giờ thì không xét rồi. Đại học còn khó xin việc chứ không nói đến trung cấp. Mà về mà xin được việc thì rất là khó. Mà trong khi đó thì đi học là cũng mất rất là nhiều tiền của, đúng không? Vâng. Thế là Mỹ định, có ý định học xong lớp 12 thì đi làm công việc gì? Không biết nữa, sau này rồi tính. À, miễn là sao là mình làm công việc gì nó chính đáng đúng không? Vâng. À, và có một cái thu nhập tốt là được đúng không? Vâng. Ừ. Bây giờ muộn muộn nhà mình nấu cơm chưa? Đang nấu. Đang nấu à? Vâng. Hôm nay ăn món gì? Món rau. Món rau á? Vâng. À, nhưng mà chú hỏi thật, hơi có thể là nói nó không không được. Nói nó hơi, nói chung là chú sẽ hỏi thật. Thế vâng. Nhà mình cũng đông đông người thế này thì có hay được, hay có thức ăn ăn không? Có thịt biết không? Có. Có à? Vâng, lâu lâu có lần. À, lâu lâu. Lâu lâu là bao nhiêu lâu? Ừ, chắc là tầm khoảng một tuần gì đấy bố đi chợ rồi mua thịt về. À, thế à? Vâng. Nhà mình có trồng được rau không? Ừ, có. Có à? Vâng. Nuôi được gà không? Không. Ủa, không nuôi được gà nhưng mà sao lại chú thấy nhiều phân gà thế? Thì có 2-3 con thôi nhưng mà rất là nghịch. Nó nghịch à? Hay là bây giờ vào trong nhà đi, vào trong nhà sưởi ấm đi. Vâng. Nhé. Vâng. Mỹ giúp chị, Mỹ giúp chị gái thu cái này vào vào trong nhà. Nào bây giờ
Ui, thời tiết ở đây thì sương mù nó bay thì thôi rồi các bác. Nhá, bây giờ đi sửa ấm nhá, lầu nhá. Nào, nào đi vào sửa ấm đi. Ôi trời. Đấy, thấy cháu ấy bước đi, bò đi rất là khó khăn các bác, rất là nặng nhọc. Có cần phải giải lao không hả? À, Lâu có cần giải lao không? Không, không cần á. Đấy, bây giờ đi ra bếp sửa ấm. Ôi trời. Thấy thương quá nhỉ anh nhỉ. Đấy, em của anh bảo sao rồi, có đồng ý không? Có đồng ý gì? Rồi, thế thì tốt rồi. Ui than đấy, than đấy. Đấy, bây giờ ngồi bệt xuống đất thôi đúng không? Vâng. À, ngồi bệt xuống đất thôi, trời. Thế là nhà này mỗi người một cái điện thoại. Ôi trời. Bởi vì là như ở trên này là cũng đấy, nhà cửa thì các bác cũng thấy đấy, là ít khi mà làm cửa sổ lắm. Bởi vì những cái ngày mùa đông mà bà con ở trên đỉnh núi này ấy, đây này, sương nó bay vào đây này. Đấy, bây giờ mới gọi là bắt đầu thôi các bác nhé, vào đông thôi nhá. Còn nếu mà như giữa mùa đông cũng như là những cái ngày cận kề giáp giáp Tết ấy thì thôi rồi, lạnh kinh khủng khiếp luôn. Ngồi trong nhà mà gió nó thổi sương vào vu vu, quần áo có khi là giặt đến tuần rồi còn không khô. Thì hôm nay thì Vương cũng quay lại nhà cháu Lầu để thứ nhất là mang cái lót đầu gối lên cho Lầu. Đấy. Rồi là lên tâm sự hàn huyên với Lầu, với lại chị em của Lầu, để cho các bác cũng được nắm bắt đấy, những cái thành viên trong gia đình của nhà Lầu các bác nhé. Thì nội dung của Vương là có lẽ là xin phép được kết thúc ở đây thôi. Thì bây giờ là Vương cũng lại phải đi xuống chỗ nhà cháu Pao để xem anh em thợ xây làm như thế nào rồi. Ui trời, con mèo này có quen biết gì đâu mà nhảy lên đùi người ta thế nhỉ? Hả? Ôi chết rồi. Lầu Lầu vẫy tay chào các bác. Vâng. Nói đi, nói đi. Chào các bác. À rồi, ok.